Các em học sinh thân mến, ở trong những buổi học trước, cô đã hướng dẫn các em cảm nhận vẻ đẹp của hình tượng Huấn Cao và cô cũng đã giúp các em cảm nhận vẻ đẹp của hình tượng nhân vật viên quản ngục. Trong buổi học ngày hôm nay, cô tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu chi tiết tác phẩm Chữ Người Tử Tù ở đơn vị kiến thức 4 lớn. Ở đơn vị kiến thức phần 4 lớn, cô hướng dẫn các em mục 3 nhỏ. Chúng ta sẽ tìm hiểu cảnh cho chữ. Và ở nội dung đơn vị kiến thức này, cô định hướng để giúp các em cảm nhận cảnh cho chữ là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Và khi chúng ta tìm hiểu về cảnh cho chữ, cô định hướng để các em khai thác dẫn chứng từ câu đêm hôm ấy cho đến câu kẻ mê muội này xin bái lĩnh, trích sách giáo khoa trang 113-114. Sau đây cô mời các em cùng theo dõi. Nội dung đầu tiên cô hướng dẫn các em cảm nhận, đó là chúng ta sẽ cảm nhận hoàn cảnh cho chữ. Và khi cảm nhận hoàn cảnh cho chữ, cô định hướng để các em cảm nhận yếu tố thời gian cho chữ. Và đây cũng chính là yếu tố thời gian nghệ thuật của đoạn trích này. Như chúng ta biết, thời gian Huấn Cao cho chữ viên quản ngục, đó là vào khoảng thời gian là đêm hôm ấy. Nhà văn Nguyễn Tuân đã sử dụng trạng ngữ chỉ thời gian. Đây là một khoảng thời gian không xác định. Và đó là một khoảng thời gian trong quá khứ. Và đó cũng là một đêm rất xa xưa. Như vậy, đêm hôm ấy là một đêm cuối cùng của Huấn Cao. Và khi miêu tả đêm hôm ấy, nhà văn Nguyễn Tuân đã sử dụng bút pháp tả cảnh để miêu tả âm thanh, đó là âm thanh của tiếng mõ vẳng trên vọng canh. Với âm thanh tiếng mõ vẳng trên vọng canh, người đọc cảm nhận được không gian yên tĩnh và không gian huyền bí. Như vậy, cô đã hướng dẫn các em cảm nhận được thời gian cho chữ, thời gian Huấn Cao cho chữ viên quản ngục diễn ra vào đêm hôm ấy. Tiếp theo, cô hướng dẫn các em cảm nhận yếu tố không gian nghệ thuật. Đây cũng chính là không gian Huấn Cao cho chữ viên quản ngục. Tác giả đã miêu tả không gian Huấn Cao cho chữ viên quản ngục, đó là tại trại giam Tỉnh Sơn. Và trong trại giam Tỉnh Sơn, nhà văn Nguyễn Tuân đã tập trung miêu tả căn phòng của Huấn Cao. Và đó cũng chính là không gian Huấn Cao cho chữ. Như vậy, chúng ta có thể hiểu được Huấn Cao cho chữ viên quản ngục tại phòng giam của mình. Và đó là một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột phân rán. Ở nội dung này, cô hướng dẫn các em nhận xét yếu tố nghệ thuật. Nhà văn Nguyễn Tuân đã sử dụng nghệ thuật tả cảnh và nhà văn đã tả một cách chi tiết, một cách chân thực và một cách sinh động hình ảnh căn buồng giam của Huấn Cao. Bên cạnh nghệ thuật tả cảnh, nhà văn Nguyễn Tuân đã kết hợp với nghệ thuật tương phản đối lập. Và Nguyễn Tuân đã tái hiện trước mắt người đọc một không gian, đó là một nơi hiện thân của bóng tối, nơi hiện thân của tội ác. Không gian đó chính là căn buồng giam của Huấn Cao, không gian đó tại trại giam Tỉnh Sơn. Như vậy, Nguyễn Tuân đã dựng lên một không gian rất đặc biệt để ba nhân vật gặp gỡ. Nội dung thứ ba, cô hướng dẫn các em phân tích và cảm nhận yếu tố ánh sáng ở trong đêm hôm ấy, yếu tố ánh sáng trong cảnh cho chữ. Nhà văn Nguyễn Tuân đã miêu tả rất chi tiết hình ảnh ánh sáng. Ánh sáng đỏ rực của bó đuốc, khói tỏa như đám cháy nhà, khói bốc tỏa cay mắt. Và với nghệ thuật tả cảnh sinh động, với nghệ thuật miêu tả chân thực hình ảnh ánh sáng, nhà văn Nguyễn Tuân đã giúp người đọc cảm nhận được một không khí thiêng liêng, huyền bí trong đêm cho chữ. Không chỉ tập trung miêu tả ánh sáng đỏ rực của bó đuốc, mà nhà văn Nguyễn Tuân còn tập trung miêu tả lửa đóm. Lửa rụng xuống nền đất ẩm phòng giam, tàn lửa tắt nghe xèo xèo. Ở nội dung này, cô hướng dẫn các em tìm hiểu và phân tích ý nghĩa của nghệ thuật đối lập. Nghệ thuật đối lập giữa ánh sáng và bóng tối đã được khai thác triệt để miêu tả hình ảnh bó đuốc và ánh sáng của nó. Ánh sáng của bó đuốc đã xua đi cái ẩm ướt, sự hôi thối của buồng giam. Và qua nghệ thuật đối lập, nhà văn Nguyễn Tuân đã khắc họa vẻ đẹp của ánh sáng ngọn đuốc. Ở nội dung này, cô hướng dẫn các em sử dụng thao tác lập luận so sánh văn học để so sánh nghệ thuật tương phản đối lập trong tác phẩm Chữ Người Tử Tù ở cảnh cho chữ với nghệ thuật tương phản đối lập của nhà văn Thạch Lam trong tác phẩm Hai Đứa Trẻ khi miêu tả hình ảnh phố huyện khi đêm về. Như chúng ta đã được học, trong tác phẩm Hai Đứa Trẻ, nhà văn Thạch Lam đã sử dụng hiệu quả nghệ thuật tương phản đối lập để miêu tả bóng tối bao trùm phố huyện với ánh sáng của ngọn đèn con của chị Tí. Nếu nhà văn Thạch Lam sử dụng nghệ thuật tương phản đối lập để tập trung miêu tả bóng tối ở phố huyện,
thì nhà văn Nguyễn Tuân lại sử dụng nghệ thuật tương phản đối lập để tập trung miêu tả ánh sáng của bó đuốc. Và qua đây chúng ta có thể cảm nhận được dụng ý nghệ thuật của mỗi nhà văn và chúng ta cũng cảm nhận được phong cách nghệ thuật của mỗi nhà văn. Sau khi hướng dẫn các em cảm nhận yếu tố thời gian và không gian của cảnh cho chữ cũng như ánh sáng trong cảnh cho chữ, cô hướng dẫn các em nhận xét như sau. Hoàn cảnh cho chữ là một hoàn cảnh xưa nay chưa từng có. Bởi vì thông thường cảnh cho chữ thường được diễn ra ở thư phòng, một nơi trang nhã. Và trong tác phẩm Chữ người tử tù, đặc biệt đó là ở đoạn trích cuối cùng của tác phẩm. Tại thời gian, đó là đêm hôm ấy. Tại không gian, đó là căn buồng giam của Uốn Cao. Cái đẹp, nghệ thuật đã được sản sinh. Từ đó chúng ta hiểu được dụng ý nghệ thuật của tác giả. Cái đẹp có thể được sản sinh từ mảnh đất của bóng tối và tội ác. Và qua đây chúng ta thấy được sự bất tử của cái đẹp, sự bất tử của nghệ thuật. Đồng thời, Nguyễn Tuân cũng muốn khẳng định một chân lý nghệ thuật. Người nghệ sĩ có thể vượt hoàn cảnh để sáng tạo nghệ thuật, sáng tạo cái đẹp. Trên đây cô đã hướng dẫn các em nhận xét. Hoàn cảnh cho chữ là một hoàn cảnh xưa nay chưa từng có. Nội dung tiếp theo, cô hướng dẫn các em phân tích và cảm nhận hình ảnh con người trong cảnh cho chữ. Trước hết, cô giới thiệu với các em thân phận người cho chữ và người xin chữ. Trong đoạn trích này, nhà văn Nguyễn Tuân đã giới thiệu thân phận người cho chữ và người xin chữ thật khác thường và cũng là điều xưa nay chưa từng có. Đọc đoạn trích, các em dễ dàng nhận thấy người cho chữ ở đây chính là Huấn Cao. Huấn Cao mang thân phận là một tên tử tù, một người đứng đầu bọn phản nghịch chống lại triều đình. Huấn Cao là một người tù mất tự do về thể xác nhưng tự do trong tâm hồn. Huấn Cao được làm những gì mình mong muốn, thậm chí ông làm cả việc mà không ai dám làm, đó chính là chống lại triều đình. Và ông không bao giờ phải ép mình cho chữ. Xuất hiện cùng với Huấn Cao trong cảnh cho chữ tại buồng giam của Huấn Cao, đó chính là hình tượng viên quản ngục. Viên quản ngục mang thân phận là một viên quan coi ngục, đại diện cho giai cấp thống trị, đại diện cho triều đình. Quản ngục là một người tự do về thể xác, nhưng ông lại mất tự do trong tâm hồn. Quản ngục phải sống gò bó giữa một đống cặn bã, một lũ quay quắt. Ông muốn biệt đãi Huấn Cao, nhưng ông cũng phải kín đáo vì ông sợ lính tráng họ biết lại phiền lụy. Vậy ta có thể cảm nhận được. Xét về địa vị xã hội, thân phận người cho chữ và thân phận người xin chữ, hay nói khác đi, thân phận Huấn Cao và thân phận viên quản ngục, thể hiện mối quan hệ đối đầu. Và qua đây chúng ta cũng cảm nhận được, giữa Huấn Cao với quản ngục có một sự mâu thuẫn về địa vị xã hội. Nội dung tiếp theo, cô giới thiệu với các em và hướng dẫn các em cảm nhận vẻ đẹp tư thế của người cho chữ và người xin chữ. Cũng giống như thân phận của người cho chữ và người xin chữ, tư thế của người cho chữ và người xin chữ cũng thật khác thường và cũng là điều xưa nay chưa từng có. Trước hết, chúng ta sẽ cảm nhận tư thế của người cho chữ và đó chính là tư thế của Huấn Cao. Huấn Cao, một người tù cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang giọng tô nét chữ trên tấm lụa trắng căng trên mảnh ván. Ở nội dung này, cô hướng dẫn kèm nhận xét và phân tích giá trị của nghệ thuật miêu tả tả cảnh. Nguyễn Tuân đã phát huy sở trường của mình khi ông sử dụng nghệ thuật miêu tả tả cảnh. Với nghệ thuật miêu tả tả cảnh, nhà văn Nguyễn Tuân đã tái hiện tư thế hiên ngang và hành động nghĩa hiệp của nhân vật Huấn Cao. Nhân vật Huấn Cao đã thể hiện tài hoa của mình khi ông sáng tạo cái đẹp trong tư thế cổ đeo gông, chân vướng xiềng. Và cũng trong tư thế đó, Huấn Cao đã phóng những ngọn bút của mình để ông sáng tạo cái đẹp cho đời. Đó là những con chữ rất vuông, con chữ rất đẹp, những con chữ mang hoài bão và ước mơ của cuộc đời của ông. Bên cạnh Huấn Cao chính là viên quản ngục, một kẻ đầy uy quyền trong nhà lao. Nhưng kẻ đó lại đang cúm núm cất những đồng tiền kẽm. Ở nội dung này, cô hướng dẫn kèm phân tích nghệ thuật tương phản đối lập. Một lần nữa, nhà văn Nguyễn Tuân lại sử dụng nghệ thuật tương phản đối lập để miêu tả tư thế hiên ngang của người tù với tư thế khúm núm của viên quản ngục. Qua đây, nhà văn đã giúp người đọc cảm nhận được sự tương phản với tư thế hành động của người tù với tư thế và hành động của viên quản ngục, một kẻ đầy uy quyền. Xuất hiện trong cảnh cho chữ, không chỉ có Huấn Cao, không chỉ có quản ngục, mà còn có thầy thơ Lại. Như chúng ta biết, thầy
Thầy Thơ Lại là một người giúp việc ở nhà lao, một người rất trung thành với quản ngục. Và thầy Thơ Lại đã giúp quản ngục biệt đãi Huấn Cao trong những ngày Huấn Cao sống ở nhà lao. Thầy Thơ Lại cũng đã giúp quản ngục thể hiện sở nguyện cao quý của mình. Và trong cạnh cho chữ này, thầy Thơ Lại trong vai trò là một kẻ có lẽ chỉ dưới một người, nhưng trên nhiều người ở cánh nhà ngục ấy, thì đang run run bưng chậu mực. Và chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy tư thế của thầy Thơ Lại cũng tương phản đối lập với tư thế hiên ngang của Huấn Cao. Và từ tư thế của thầy Thơ Lại, chúng ta cảm nhận được thầy Thơ Lại đang sống trong một cảm xúc cảm động. Thầy Thơ Lại cảm động vì được phục tùng, vì được giúp cho cái đẹp thăng hoa. Sau khi hướng dẫn các em phân tích và cảm nhận tư thế của người cho chữ và người xin chữ, cô hướng dẫn các em nhận xét như sau. Đây chính là lần đầu tiên cả ba nhân vật gặp nhau. Ba nhân vật này gặp nhau vào cái đêm hôm ấy trong trại giam Tỉnh Sơn. Và đó là một cuộc gặp gỡ của ba tấm lòng cao cả trong thiên hạ. Đó là cuộc gặp gỡ của người cho chữ Huấn Cao và người xin chữ Thánh Hiền viên quản ngục với người giúp việc của ông là thầy Thơ Lại. Trong thời gian, không gian, ánh sáng xưa nay chưa từng có ấy, tư thế những con người cho chữ và nhận chữ cũng xưa nay chưa từng có. Như vậy, mọi trật tự, vị trí xã hội đã thay đổi. Huấn Cao, người tù, người nghệ sĩ đang làm chủ hoàn cảnh. Còn hai viên quan của triều đình kia dường như đã trút bỏ quyền lực của mình và đang cúi đầu trước người nghệ sĩ, cúi đầu trước cái tài, cúi đầu trước cái đẹp. Nội dung tiếp theo, cô hướng dẫn kem phân tích hành động của Huấn Cao. Sau khi Huấn Cao viết xong, Huấn Cao đã đỡ viên quản ngục đứng thẳng người dậy, rồi mới đĩnh đạc bảo. Ở nội dung này, nhà văn đã sử dụng nghệ thuật miêu tả, đó là ông tập trung miêu tả hành động của Huấn Cao. Qua nghệ thuật miêu tả hành động của nhà văn Nguyễn Tuân, chúng ta cảm nhận được hành động của ông Huấn không phải hạ thấp quản ngục. Huấn Cao đã tạo ra cái thế bình đẳng trong quan hệ của những tấm lòng yêu cái đẹp, của những con người tri kỷ. Hành động của Huấn Cao chính là thái độ tôn trọng, là tình cảm yêu mến của những người biết yêu cái tài, mến cái đẹp. Và hành động của Huấn Cao là một biểu hiện của thiên lương trong sáng. Sau khi nâng đỡ viên quản ngục, Huấn Cao đã khuyên viên quản ngục những điều rất ý nghĩa. Và cô hướng dẫn các em để các em cảm nhận được những điều ý nghĩa trong lời khuyên của Huấn Cao. Sau khi nâng đỡ viên quản ngục dậy, Huấn Cao đã khuyên viên quản ngục những điều rất ý nghĩa. Và cô sẽ giúp các em cảm nhận được những ý nghĩa trong lời khuyên sâu sắc của Huấn Cao. Trước hết, Huấn Cao khuyên quản ngục nên thay trốn ở, về nhà quê mà ở. Vậy vì sao Huấn Cao lại khuyên quản ngục thay trốn ở? Thay trốn ở là vì ở đây lẫn lộn. Ở đây lẫn lộn chính là ở chốn lao tù. Như tác giả Nguyễn Tuân đã giới thiệu, ở chốn lao tù, người ta sống bằng lừa lọc và tàn nhẫn. Một thanh âm trong trẻo như quản ngục có lẽ sẽ trở nên lạc lõng. Và lý do thứ hai, Huấn Cao khuyên quản ngục nên thay trốn ở, về nhà quê mà ở, có lẽ vì tư tưởng lánh đục tìm trong. Vì tư tưởng lánh đục tìm trong nên sống ở đây, tấm lòng của quản ngục sẽ bị nhem nhuốc. Ở đây khó giữ được thiên lương cho lành vững. Mà muốn chơi chữ thì phải có thiên lương. Huấn Cao khuyên quản ngục về quê để ở ẩn, giống như những nhà nho xưa, như Nguyễn Trãi, như Nguyễn Bỉnh Khiêm, tìm nơi vắng vẻ, từ bỏ chốn lao sao. Nơi vắng vẻ đó chính là nơi nhà quê, nơi có không gian làng quê yên tĩnh, thanh sạch. Nơi đó sẽ là nơi phù hợp với một thanh âm trong trẻo và sẽ là một nơi phù hợp để treo một báu vật. Không chỉ khuyên quản ngục về nhà quê mà ở, Huấn Cao còn khuyên quản ngục tìm nghề khác mà làm. Thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi. Vậy vì sao Huấn Cao lại khuyên quản ngục tìm nghề khác mà làm, thoát khỏi cái nghề này đi? Bởi vì nghề coi ngục là một nghề sống bằng lừa lọc và tàn nhẫn. Nghề đó không phù hợp với một người có tính cách dịu dàng và lòng biết giá người như quản ngục. Và nghề coi ngục có lẽ sẽ làm nhem nhuốc mất cái đời lương thiện của quản ngục. Huấn Cao đã thấy quản ngục chọn nhầm nghề, nên Huấn Cao đã chân thành khuyên quản ngục như vậy để quản ngục giữ được thiên lương. Sau khi hướng dẫn các em tìm hiểu xong hai lời khuyên của Huấn Cao dành cho quản ngục, cô hướng dẫn các em nhận xét như sau. Lời khuyên của Huấn Cao được tác giả miêu tả qua giọng điệu của Huấn Cao khi ông cất lời dặn dò viên quản ngục. Và ở nội dung này, chúng ta cảm nhận được những cử chỉ, lời lẽ của một tấm lòng bè bạn,
của những tri âm tri kỷ dành cho nhau. Nội dung thứ hai, cô hướng dẫn kem nhận xét như sau. Lời khuyên của Huấn Cao đã thể hiện rất rõ quan điểm thẩm mỹ của tác giả. Đó là cái đẹp có thể được sản sinh từ mảnh đất của tội ác và bóng tối. Nhưng cái đẹp không thể đặt cạnh tội ác và bóng tối. Điều đó sẽ làm mất đi giá trị của cái đẹp. Và nội dung thứ ba, cô hướng dẫn kem nhận xét như sau. Tác giả đã đặt ra một vấn đề nhân sinh, đó là nghề nghiệp. Làm nghề gì, người ta cũng cần phải có tiền lương, có cái tâm trong sáng. Và con người hãy chọn cho mình một nghề phù hợp để phát huy sở thích, sở trường của mình. Nội dung tiếp theo, cô hướng dẫn kem phân tích và cảm nhận ý nghĩa câu nói của Huấn Cao. Huấn Cao nói về thoi mực. Thoi mực tốt và thơm lắm. Thầy có thấy mùi thơm ở chậu mực bốc lên không? Ở nội dung này, cô hướng dẫn kem phân tích nghệ thuật đối thoại. Nhà văn Nguyễn Tuân đã sử dụng nghệ thuật đối thoại với những ngôn ngữ trang trọng để tạo ra một cuộc đối thoại giữa Huấn Cao với Quản Ngục, giữa người nghệ sĩ sáng tạo cái đẹp với người thưởng thức cái đẹp. Và qua nghệ thuật đối thoại đó, chúng ta cảm nhận được dụng ý nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân. Bên cạnh nghệ thuật đối thoại, tác giả còn sử dụng nghệ thuật đối lập. Ông miêu tả sự đối lập giữa mùi thơm của mực với mùi ẩm ướt của phòng giam. Và qua nghệ thuật đối lập này, ông giúp người đọc cảm nhận được mùi thơm của mực đã át đi mùi hôi thối ẩm ướt đó. Và câu nói của Huấn Cao còn có một ý nghĩa sâu sắc. Câu nói đó thể hiện sự tinh tế của người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ tài hoa Huấn Cao đã cảm nhận được mùi thơm của mực. Và câu nói của Huấn Cao cũng thể hiện sự ngưỡng mộ của Huấn Cao với Quản Ngục, người đã mua thoi mực. Có thể nói, Quản Ngục là một người rất tinh tế và cầu kỳ. Ông rất cẩn thận chọn một loại mực tốt và thơm cùng với tấm lụa mới. Tất cả những điều đó sẽ tạo vẻ đẹp hài hòa cùng những nét chữ tinh xảo điêu luyện của Huấn Cao. Như vậy, từ câu nói của Huấn Cao, chúng ta cảm nhận được dụng ý nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân đề cập đến một vấn đề, cái gốc của chữ nghĩa chính là thiên lương. Nội dung tiếp theo, cô hướng dẫn kem phân tích hành động của Quản Ngục. Sau khi được Huấn Cao khuyên, Quản Ngục rất cảm động. Quản Ngục vái người tù một vái. Quản Ngục chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào. Quản Ngục nói với Huấn Cao rằng, kẻ mê muội này xin bái lĩnh. Như vậy, chúng ta có thể cảm nhận được Quản Ngục đã cảm động, Quản Ngục đã nghẹn ngào vì những lời khuyên ý nghĩa, những lời khuyên sâu sắc của Huấn Cao. Những lời khuyên đó đã giúp ông thức tỉnh. Ông thức tỉnh, mình đã chọn nhầm nghề. Ông thức tỉnh, mình cần phải giữ thiên lương để chơi chữ, để nâng niu báu vật của mình. Tiếp theo, cô dẫn kem cảm nhận hành động Quản Ngục bái lĩnh người tù. Hành động Quản Ngục bái lĩnh người tù thể hiện một cách hành xử đầy tinh thần văn hóa. Hành động Quản Ngục bái lĩnh người tù chính là hành động Quản Ngục bái lĩnh cái đẹp, bái lĩnh cái tài, bái lĩnh cái thiên lương. Hành động bái lĩnh của Quản Ngục chính là kết quả của sự bừng tỉnh, của sự giác ngộ. Nội dung tiếp theo, cô dẫn kem phân tích kết thúc của cảnh cho chữ. Kết thúc của cảnh cho chữ là một cái kết có hậu, một cái kết viên mãn với tất cả người cho chữ và người xin chữ. Như chúng ta đã biết, sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, Quản Ngục đã có được chữ, ông đã có được bảo vật của đời mình, ông đã thỏa được cái sở nguyện cao quý của mình. Và không chỉ như vậy, Quản Ngục sẽ giữ được thiên lương bởi vì đã được Huấn Cao chỉ giáo. Với Huấn Cao, mặc dù Huấn Cao mất đi, nhưng tài năng của ông vẫn còn, bởi Quản Ngục sẽ lưu giữ chữ của Huấn Cao. Còn với Huấn Cao, mặc dù Huấn Cao mất đi, nhưng tài năng của ông vẫn còn, bởi Quản Ngục sẽ là người lưu giữ chữ của Huấn Cao. Và Quản Ngục sẽ là người truyền lại cho đời sau một vật báu, truyền lại cho đời sau cả một nét đẹp văn hóa. Huấn Cao cũng không phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ, và ông cũng đã tìm được một tấm lòng trong thiên hạ. Như vậy, với tài năng của mình, nhà văn Nguyễn Tuân đã tạo ra một cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Và trong cảnh tượng xưa nay chưa từng có đó, nhà văn Nguyễn Tuân đã tạo ra một cái kết có hậu, không chỉ với Quản Ngục, không chỉ với Huấn Cao, mà cái kết có hậu đó còn dành cho cả người đọc. Kết thúc cảnh cho chữ giúp người đọc thỏa mãn vì người đọc học được cách ứng xử văn hóa. Người đọc học được thái độ tôn trọng tài năng
và người đọc học được một niềm tin vào sự bất diệt của thiên lương. Sau khi hướng dẫn các em phân tích hoàn cảnh cho chữ, hình ảnh những con người trong cảnh cho chữ và cái kết của cảnh cho chữ, cô hướng dẫn các em nhận xét về phương diện nội dung như sau. Hoàn cảnh cho chữ, tư thế của những con người cho chữ và nhận chữ xưa nay chưa từng có, đã tạo nên một cuộc gặp gỡ xưa nay chưa từng có giữa ba con người. Đó là Huấn Cao, một người tử tù, một người nghệ sĩ tài hoa trong lĩnh vực thư pháp, với viên quan quay ngục, một viên quan của triều đình, một người có sở nguyện cao quý, một người có thú chơi chữ, và thầy thơ lại, người giúp việc tận tụy của ông. Cảnh cho chữ đã làm thay đổi mọi thứ trong mối quan hệ của ba nhân vật, từ quyền uy đến thái độ, chức phận của ba con người. Và trong cảnh cho chữ đó, hình ảnh Huấn Cao, người đại diện cho cái đẹp, chính là người làm chủ của hoàn cảnh cho chữ. Nội dung thứ ba, cô hướng dẫn kem nhận xét như sau. Từ cảnh cho chữ, tác giả muốn khẳng định cái đẹp, nghệ thuật, sự sáng tạo và những tấm thiên lương trong sáng có thể vượt mọi rào cản. Đó là cường quyền, đó là tội ác, đó là bóng tối. Nội dung cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay, cô hướng dẫn các em nhận xét những yếu tố nghệ thuật của cảnh cho chữ. Trước hết, cô hướng dẫn các em nhận xét nghệ thuật tình huống truyện. Tác giả Nguyễn Tuân đã xây dựng một tình huống truyện độc đáo. Tình huống truyện độc đáo đó chính là cuộc gặp gỡ oái oăm, cuộc gặp gỡ éo le giữa Huấn Cao với quản ngục. Cuộc gặp gỡ đó diễn ra vào những ngày cuối đời của Huấn Cao và cuộc gặp gỡ đó diễn ra tại nhà lao của quản ngục. Bên cạnh đó, nhà văn Nguyễn Tuân đã phát huy sở trường và tài năng của mình khi ông sử dụng nghệ thuật miêu tả tả cảnh một cách chân thực và sinh động. Chúng ta còn nhớ hình ảnh buồng giam của Huấn Cao, nơi Huấn Cao cho chữ viên quản ngục, là một buồng giam ẩm ướt, bừa bộn phân chuột phân gián. Không chỉ sử dụng nghệ thuật miêu tả tả cảnh chân thực, nhà văn Nguyễn Tuân còn chú ý đến miêu tả ngoại hình của nhân vật. Đó là tư thế hiên ngang của Huấn Cao khi cho chữ, đó là sự khúm núm của quản ngục khi xin chữ. Và đặc biệt, nhà văn Nguyễn Tuân đã sử dụng nghệ thuật đối thoại với những ngôn ngữ trang trọng để tạo ra một cuộc đối thoại giữa Huấn Cao với quản ngục. Trong lời khuyên của Huấn Cao đã khuyên quản ngục những điều ý nghĩa bằng những ngôn ngữ rất trang trọng. Và trong câu nói của quản ngục, Nguyễn Tuân cũng để cho quản ngục sử dụng những ngôn ngữ rất trang trọng để đối đáp lại Huấn Cao. Qua đó chúng ta cảm nhận được thái độ trân trọng, sự kính nể của quản ngục dành cho Huấn Cao. Và trong cảnh cho chữ, nhà văn Nguyễn Tuân đã sử dụng hiệu quả thủ pháp tương phản đối lập. Đó là sự đối lập giữa bóng tối và ánh sáng. Đó là sự đối lập giữa mùi thơm bốc lên từ chậu mực với mùi ẩm ướt của phòng giam. Và đó là sự đối lập về thân phận, về tư thế của người cho chữ và người xin chữ. Tiếp theo, cô hướng dẫn các em nhận xét về từ ngữ được sử dụng trong đoạn trích. Trong đoạn trích, nhà văn Nguyễn Tuân đã khai thác hiệu quả những từ Hán Việt rất trang trọng và rất cổ điển. Đó là những từ bái lĩnh, đó là những từ thiên lương. Và đặc biệt, đoạn trích này, nhà văn Nguyễn Tuân đã xây dựng một kết thúc có hậu. Kết thúc đó thỏa mãn cho người đọc, thỏa mãn cho người nghe. Và kết thúc có hậu đó giúp chúng ta cảm nhận được tài năng của Nguyễn Tuân. Các em học sinh thân mến, trên đây cô đã giúp các em cảm nhận được cảnh cho chữ là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Bởi vì sao? Cảnh cho chữ đó được diễn ra vào đêm hôm ấy, đêm cuối cùng của Huấn Cao. Và cảnh cho chữ được diễn ra ngay tại buồng giam của Huấn Cao. Và đặc biệt, trong cảnh cho chữ, người tù Huấn Cao, người nghệ sĩ Huấn Cao đã có những lời khuyên bổ ích. Và đặc biệt, trong cảnh cho chữ, người tù Huấn Cao, người nghệ sĩ Huấn Cao đã có những lời khuyên ý nghĩa dành cho quản ngục. Và từ những lời khuyên đó, chúng ta hiểu được những bài học trong cuộc sống. Và đây cũng chính là những điều ý nghĩa tốt đẹp. Các em hãy đăng ký kênh, chia sẻ những điều ý nghĩa cho các bạn. Cảm ơn các em. Hẹn gặp các em ở buổi học sau. Cô chào tạm biệt các em.